Hey, chào các bạn có biết bài hát này không? Mình đảm bảo là tất cả các bạn đều biết vì đây là bài hát rất nổi tiếng ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Mình chưa bao giờ nghĩ là một bài hát về dịch bệnh có thể chuyển động lực thích cực cho mình nhiều như thế. Và mình sẽ nói cho các bạn biết một bí mật. Đây là bài hát nằm trong top đầu danh sách nghe nhạc của mình. Mình là Tina, đến từ Nam Phi. Em không phải là Corona, em là Sô-cô-la. Đùa chút thôi. Thật ra, hôm nay mình muốn nói cho các bạn nghe mình đã làm gì để luôn vui vẻ và tích cực trong suốt mùa dịch vừa qua. Bắt đầu thôi. Ồ, ở đây. Ơ, mẹ ơi. Hôm nay mẹ làm gì? Hôm nay mẹ uống trà quất. Ủa, còn mọi người uống gì? Mọi người uống gì? Tao uống cà phê. Không uống trà gừng. Ồ, Tina, hello. À, Tiến. Tina uống xong, Tina uống cà phê xong con đi đâu? Con làm gì? À, con sẽ đi chạy bộ. Ok, con muốn dô không? Dô kiểu Việt Nam không? Ok, 2, 3, dô. Dô. 2, 3, dô. 2, 3, uống. Vậy là mình thậm chạy và tất cả điều mình làm là chạy thở, chạy rồi thở. Các bạn ơi, mình mệt lắm rồi. Nhưng mình cảm thấy thật sự rất vui và hạnh phúc. Ôi, đến giờ học tiếng Việt rồi. Mình về đi học nhá. Mình là Tina, mình 6 tuổi. Mình đang học tiếng Việt lớp 1. Mình đã học tiếng Việt được 1 năm rưỡi rồi. Và hiện tại mình đang sống ở Nam Phi. Mình thích học ngôn ngữ mới hoặc đọc sách khi rảnh. Và ước mơ của Tina là quay lại Việt Nam. Đang nấu món bún đậu mắm tôm vì đây là món ăn yêu thích của mình. Ok, bún đây. Bún này hôm nay là bún đậu xì dầu vì Tina không ăn mắm tôm vì Tina ăn chay. Tina ăn chay, ăn chay nhưng mà béo phì, tại sao? Ngon ngon. Các bạn ơi, không quên nám ca nhé. Cảm ơn Tinh Việt ơi nhé.